xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Trước máy quay, chúng ta lại được tham khảo và trải nghiệm lại đoạn clip thứ hai với cặp loa Antech model 1204B đến từ Mỹ. Đây là một trong những model siêu khủng long sở hữu chất âm cực kỳ là tuyệt vời, với giải trầm của nó xuống rất sâu và rất mạnh mẽ cho những không gian lớn. Và một điều đặc biệt rằng trên cặp loa này còn được trang bị một quả siêu kèn gang khủng long 4 lỗ. Nó có chiều ngang lớn tới 60cm và cao tới 25, sâu tới 45cm, và trang bị toàn bộ hệ thống loa, củ loa tương tự giống như đời Antech A7 với củ kèn 808 trên cặp Antech 1204. Một quả bass siêu trầm với xương trắng ngọc trai và nam châm từ lớn tới 20cm. Mời quý vị và anh em chúng ta cùng tham khảo và trải nghiệm lại cấu hình rất là tuyệt vời này. Với cặp loa còn đang mới long lanh trước máy quay, đây là một trong những cặp loa sưu tầm rất ít khi chúng ta mới gặp và được chiêm ngưỡng những cặp loa đẹp và có độ khủng như cấu hình tôi đang giới thiệu rất là chi tiết trước máy quay. Có lẽ rằng khi chúng ta nhắc tới thương hiệu này, quý vị đã thấy ngay được rằng đây là một trong những dòng loa có sự thể hiện chân thực và sống động y chang như là chúng ta đang được thưởng thức âm nhạc trước một dàn nhạc sống, với sự thể hiện cực kỳ là chân thực tới từng hơi thở và từng giọng điệu luyến láy của ca sĩ và từng nốt nhạc. Chúng ta sẽ thấy được rằng nó không thể thể hiện được mức độ chi tiết hơn với những dòng loa Antech đã quá nổi tiếng, ai cũng đã biết tới thương hiệu và tên tuổi này. Chất âm của những dòng loa này thì tôi có thể lưu ý với quý vị rằng nó là chất âm của những anh em sành nghe và khó tính nhất. Khi chúng ta thưởng thức và trải nghiệm, chúng ta sẽ thấy được rằng nó là một trong những cái cặp loa được người Mỹ thiết kế và sáng tạo cực kỳ là tuyệt vời. Mời nhằm cùng tham khảo lại một lần nữa. Đây, phần bên trên tôi đang vừa ghép bộ rè bao Pioneer rất đẹp và rất khủng M22 Canada. My old friend, to talk with you again, because a vision saw me creeping, left its seats while I was sleeping, and a vision that was planted in my brain still remains within the sun. Dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Với chất giọng khò khè và chi tiết tới từng hơi thở của ca sĩ khi mà thể hiện, chúng ta đã thấy được độ chân thực của cặp loa Antech 1204B. Với cấu hình trước máy quay, sở hữu chiều cao 1m1, chiều ngang 72, sâu 62, trọng lượng 1,5 tạ, 150kg trên model 1204B. Và nó có độ đẹp và sang trọng lộng lẫy, chúng ta có thể nhìn ở những góc độ thực tế nhất. Với cấu hình được trang bị phần thùng gỗ sồi bọc da siêu bền, từ các phần góc cạnh xung quanh chúng ta thấy rằng nó còn được nẹp nguyên cả chỉ cao su bảo vệ cho các góc cạnh của thùng loa. Mặc dù rằng thùng gỗ đã rất là bền, khác biệt với các dòng MDF hay là dăm gỗ hay là bột gỗ hay là bột giấy. Đây là ưu điểm đầu tiên với cấu hình của thùng loa, cực bền với thời gian.
chúng ta có thể thấy được rằng nó rất đẹp. Xung quanh của nó được bọc một lớp da thú siêu bền. Phía mặt trước, kể cả phía sau lưng của nó cũng còn rất mới. Chúng ta cùng trải nghiệm lại phía sau lưng. Nó rất to. Một tạ rưỡi cho model Antech. Phía sau lưng của nó, chúng ta thấy được rằng nó được trang bị một cái volume rất lớn để chúng ta có thể điều chỉnh cho giải trung âm và giải check. Đó, jack của nó là jack 6.5. Tôi đang cắm bằng 6.5 ly. Một jack in, một jack out với trở kháng 8 ohm. Phân tần chạy model N809-8A của hãng Antech, có xuất xứ đến từ USA, nổi tiếng. Còn rất mới ạ. Đây là các cái số series mà người ta ký bằng tay, vẫn còn nguyên phía sau. Quý vị sẽ thấy được là đây là một cặp loa siêu tầm. Rất là ít khi chúng ta mới được chiêm ngưỡng những cặp loa đẹp như thế này. Phía sau lưng của nó cũng bọc ra, còn rất mới. Thùng đã là thùng gỗ siêu bền rồi và lại còn bọc một lớp da nữa thì có lẽ rằng quý vị có thể dùng tới hàng trăm năm không thể hỏng nổi cái thùng này, rất khó mà hỏng rồi. Và nó rất to và nặng, cao 1m1, ngang 72, sâu 62. Phần bên trên chúng ta đang được thấy này, đây là một quả kèn gang này, quý vị có thể thấy được rằng nó giá trị không. Quả kèn gang này nó rất là lớn, đường kính ngang 60, cao 25 và nó sâu tới 45 phân. Vác một quả kèn gang này đã rất nặng rồi, chạy củ 808. Quý vị lưu ý nhé, trên Antech những dòng nhỏ thì nó chạy 806 và lên tới 1204 chạy củ 808. Tương tự như trên cùng đời với A7 và chỉ khác A7 là họng kèn. A7 thì chơi họng kèn cũng tương tự như thế này. Và chúng ta sẽ so sánh rằng với A7 thì 1204 sẽ ưu điểm hơn. Tại sao tôi lại nói rằng ưu điểm hơn? A7 được trang bị phần thùng họng phễu về phía bát súp phía bên dưới, bởi vậy nó sẽ cắt giảm triệt tiêu, giải trầm của nó bị mất đi rất nhiều. Với một A204B thì lại ngược lại, với phần thùng vuông chúng ta thấy kích thước 1m1 nhân ngang 72, sâu 62, 4 lỗ hơi nằm 4 góc thở về mặt trước, mang lại cho giải trầm cực kỳ là tuyệt vời, ưu điểm hơn rất nhiều so với A7, khai thác triệt để về giải trầm. Với bát súp 40, đường kính cắt mặt và sở hữu gân vải tẩm dầu siêu mềm và cũng là siêu bền, có cái nam châm từ lớn tới 20cm trên model loa này. Như vậy chúng ta có thể so sánh và thấy được rằng ưu điểm của 1204B, chắc chắn tôi có thể khẳng định luôn với quý vị rằng giải trầm đánh tốt hơn A7 rất nhiều. Củ kèn giống nhau và họng kèn của A7 cũng như 1204, chúng ta thấy rằng nó không thể cùng hơn, tương đương. Đó, phong cách thể hiện và mức độ trình bày, chúng ta cũng có thể thấy được rằng model này nó được trang bị đẹp, lộng lẫy và siêu bền. A7 thì nó là thùng sơn, với 1204B thì thùng gỗ sồi và được bọc da siêu bền, kể cả quý vị có thể vớt ngoài mưa, ngoài nắng. Đây cũng là ưu điểm mà tôi phân tích rất kỹ trong đoạn clip này. Với hệ thống loa được trang bị, chúng ta đã thấy được rằng nó không thể khủng hơn với đôi bát siêu trầm và đôi kèn gàng khủng long. Họng 511 rất lớn, 60, chiều ngang 60 cho một cái họng gàng và cao 25cm. Chúng ta vác một cái họng này cả củ thì đảo phê luôn rồi ạ. Trọng lượng của cả cặp nặng tới 1,5 tạ. Tất cả của nó còn đẹp, xuất sắc, độ đẹp long lanh trước máy quay. Tôi đang phối ghép cùng với bộ tề bao Pioneer M22 Cornet A với 4 con tụ to như 4 quả đại pháo. Nó to, mỗi một con tụ to lớn hơn rất nhiều so với một cái lon bia. Hai cái nguồn vuông rất lớn và hai dãy tản nhiệt hai bên. Chúng ta nhìn thấy đã thấy được độ gầm gừ và độ khủng. Sở hữu 8 sò. Trọng lượng nặng 24kg cho con Pioneer M22 Cornet A. Đây là cấu hình khá là ăn ý và rất là sang trọng, thuộc top 2N. Chúng ta có thể thấy ngay được đẳng cấp của nó hiển thị rõ một bột trước mặt. Như vậy về sơ bộ, quý vị đã thấy rõ là cấu hình tôi đang phối ghép chiếc máy quay cho cặp Antech 1204B, có xuất xứ đến từ Mỹ, còn mới và còn đẹp, không thể đẹp hơn. Với phần e căng kim tuyến đẹp lộng lẫy và phần thùng loa được trang trí rất là tuyệt vời trên model này, chúng ta có thể thấy được rằng đẳng cấp của nó đã rõ. Trong phân khúc tầm giá, tôi cũng lưu ý với quý vị rằng tầm tiền và chất âm chúng ta không thể so với những model nhỏ, ví dụ như là 846A, B hay là một số model thùng vách nhỏ, bởi vì cấu hình này của nó to tương đương như là Antech 19
Và ưu việt thì chúng ta đã thấy rõ, họng kèn của nó to tới gấp rưỡi Antech 19, chơi củ lớn, bát của nó đường kính 40 và củ từ 20. Đó là bát cho giải trầm cực kỳ tốt trên cặp loa này. Chúng ta sẽ so sánh với phân khúc tầm tiền rẻ hơn Antech 19 cũng khá tiền, và độ đẹp cũng như độ sang trọng cũng như là độ khủng, quý vị sẽ lựa chọn gì? 846 thì hoàn toàn sẽ các dòng thì không bao giờ có cửa mang ra để so rồi. Chúng ta so sánh với A7 thì ưu việt 1204 thì tiếng trầm tốt hơn. Đó, chúng ta cũng đã thấy rõ, không bàn cãi. Và chúng ta cùng so ngược lên với Antech 19. Quý vị sẽ lựa chọn gì? Thì trong đoạn clip này tôi gợi ý và cũng giới thiệu rất chi tiết, chúng ta đã thấy rõ là câu trả lời. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của anh em trên toàn quốc với kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552. Còn rất nhiều những tuyệt phẩm loa đang chờ đón quý vị trong những đoạn clip tiếp theo. Bây giờ chúng ta cùng tập trung lại trước máy quay và lại cùng thưởng thức tiếp chất âm rất là tuyệt vời của cặp loa khủng long có trọng lượng 1,5 tạ, cao 1,1m, ngang 72, sâu 62 với model Antech 1204B. Và để chúng ta sẽ thấy rằng nó chơi được đa dạng các phong cách nhạc và chất âm dành cho những anh em có những cặp đài sành nghe và khó tính nhất. Mời anh em lại cùng nghe.